cũng muốn một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống của chị. Cũng hơi hồi hộp một chút. Thì mình dẫn bé lớn 7 tuổi cùng một bé nhỏ 5 tuổi và cùng bà ngoại để tham gia cái chương trình này. Thì các bà mẹ, theo hồi nãy mình trao đổi với các bà mẹ khác, thì thật ra đây là một cái sân chơi tạo ra cái niềm vui giữa mẹ và con. Thì đầu tiên là một cái tâm lý rất là thoải mái. Hai mẹ con có thể cùng làm việc để có những cái kỷ niệm đáng nhớ. Và các gia đình sẽ nấu thật ngon với tất cả cái niềm vui và tình yêu thương cho cái cuộc thi này. Cái phần thi hôm nay của chúng ta sẽ có là 75 phút cho tất cả các món mà chúng ta dự thi. Hôm nay chúng ta sẽ thi 4 món, trong đó có 2 món gà, 1 món gà hầm nấm và 1 món gà hầm sâm. Bên đó kèm theo là 2 món gỏi. Thì trong quá trình thi, các đội chúng ta phải chú ý về nhiệt độ, chú ý về thời gian nấu và chú ý về các nguyên liệu đi kèm, làm sao cho nó hài hòa, phù hợp với nhau và làm sao để chúng ta có thể làm một món ăn ngon nhất, tốt nhất, khỏe nhất. Chúc cuộc thi vào bếp cùng mẹ thành công. Trình bày á thì nó bắt mắt và cái mùi vị nó rất là vừa vị. Chỉ có cái phần trình bày á là bởi vì các bạn là mình gia đình, thành ra nó không có trình bày chuyên nghiệp như chúng tôi được. Thì nói chung hôm nay là tôi thấy rất là vui và cái chương trình mà Sài Gòn Tiếp Thị đem đến cho các mẹ và các bé thực sự nó rất là hữu ích, giúp cho các thí sinh có thể có cái dịp để mà gần gũi với nhau, giao lưu với nhau và học hỏi với nhau. Để bước vào cái trận chung kết á, thì đòi hỏi là các thí sinh cần phải có một cái sự chuẩn bị tốt và tự tin, phải thật sự tự tin thì chúng ta mới có thể đạt giải cao nhất được. Vậy sau 4 tuần tranh tài, Vào Bếp Cùng Mẹ mùa 2 do báo Sài Gòn Tiếp Thị và 4BFood tổ chức đã tìm ra 8 đội thi xuất sắc nhất ở mỗi tuần thi. Chiến thắng ở tuần 1 là của mẹ Ngô Thị Hồng Ngọc và bé Nguyễn Phúc. Đội tiếp theo là mẹ Diên Xuân Hoàng Ngân và bé Huỳnh Gia Hân. Chiến thắng ở tuần thứ 2 là đội của mẹ Phạm Thị Hồng Yến và bé Nguyễn Phạm Nam Phương và đội của mẹ Lý Diễm Hồng, bé Hà Thắng Quốc Huy. Ở tuần 3 là đội của mẹ Nguyễn Thị Thanh Trúc và bé Trần Nguyễn Lăng Phương và đội của mẹ Võ Như Nhi và bé Đỗ Như Ngọc. Chiến thắng trong tuần cuối cùng này chính là đội của mẹ Vũ Hoàng Diễm Phương cùng bé Trần Quân Hào và đội của mẹ Lê Thị Thùy Trang cùng bé Trần Kỳ Quốc. Cảm ơn tất cả các đội đã tham gia vào Bếp Cùng Mẹ mùa 2 năm 2019. Hẹn gặp lại các đội thi tại vòng chung kết vào ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại số 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.